chào các bạn, và hôm nay mình sẽ tiếp tục với các bạn về một số bài nó tiếp theo của phần chương của cái hoạt động của cái động cơ, được chưa? Đó chính là cái hoạt động của cái động cơ, khái quát về cái động cơ đốt trong, đúng không ạ? Toàn bộ cái động cơ đốt trong là mình sẽ, bài hôm nay mình sẽ giới thiệu về với các bạn về cái thân máy và cái nắp máy của cái động cơ đốt trong. Và các bạn xem ở trên này là cái động cơ diesel, hoặc là động cơ sử dụng nhiều xi lanh, và các bạn sẽ xem thân máy và nắp máy. Đây là cái piston của nó, và ở bên ngoài nó sẽ là nắp máy bao quanh xi lanh. Đây nắp máy, thân xi lanh và các ke, và giới thiệu chung này, thân máy và nắp máy là những chi tiết mà nó sẽ cố định dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống động cơ. Thứ hai, cấu tạo của thân máy nó rất đa dạng và nó có thể là được chế tạo liền cối, và nó sẽ ghép các phần với nhau qua cái bu lông hoặc là qua cái bu rông. Đây là cái ốc vít của nó, bu lông hoặc là bu rông. Đấy, bu rông là cái mà nó có hai đầu vặn mà nó không có cái cố vặn đấy. Còn cái ốc của chúng ta mà có một chiều nó vặn mà nó có mặt đen đỡ, đấy gọi là bu lông. Cấu tạo này thì thân xi lanh nó gồm có thân xi lanh dùng để lắp xi lanh vào, đúng không ạ? Thứ hai là thân máy, nó sẽ bao gồm hai phần chính, đó chính là thân xi lanh và các ke là dùng để lắp cái trục khỉ ở giữa ấy, nó quay đấy, được rồi. Thì các chủ yếu bây giờ động cơ nó chỉ yếu là động cơ tinh tiến nhá, nó nói động cơ tinh tiến. Đây là xi lanh, còn đây là thân xi lanh, đây là kiểu thân điền, thân điền. Thân xi lanh và các ke nó làm việc thành một cái khối thống nhất, được rồi. Tiếp theo này, đây là kiểu thân rời, tức là nó có thể tháo rời được, thấy chưa? Và các phần nó lắp, nó làm rời rồi nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái bu rông hoặc là bằng một cái bu rông. Tiếp theo là về phần thân máy, nhiệm vụ của thân máy nó sẽ là làm gì nữa? Tức là thân máy, xem đi, máy của mình đang bơm. Thân máy là để lắp các cơ cấu hoặc là cái hệ thống của động cơ. Các bạn xem ở trên hình này, nó lắp cơ cấu và hệ thống của động cơ. Và ở bên dưới các bạn xem đây là nó có một số ốc và cái đai của nó, phải không ạ? Một số ốc và cái đai của nó đấy, phụ thuộc vào trong cái sự bố trí của xi lanh và cơ cấu của hệ thống động cơ đấy. Đây là phần cấu tạo này. Tiếp theo này, thân xi lanh của động cơ nó làm mát bằng nước, và nó sẽ cấu tạo bằng các khoang nó chứa nước làm mát, và các khoang nó được gọi là cái ao nước, được chưa? Cái ao nước. Thân xi lanh của động cơ nó làm mát bằng không khí, được chưa? Không khí có các cánh tản nhiệt, như là xe máy của chúng ta ấy, có các cánh tản nhiệt khi nó đi ở tốc độ cao ấy, do cái khí động học ấy, hoặc là do cái không khí thiết kế, nó sẽ do cái một phần là do cái yếm xe của các bạn ấy, được chưa? Nó sẽ tạo ra một cái khí động học giúp làm tản nhiệt cho cái hệ thống máy hơi của chúng ta. Cho nên ấy, khi các bạn đi vào mùa mưa, bùn bà bắn lên cái máy nhiều ấy, thì các bạn cần, khi các bạn ra khỏi cái đống bùn đó, các bạn cần phải lấy gậy, lấy cây về cho bạn thều cái cánh tản nhiệt của cái hơi đi, cái bụi ấy, cái đất ấy mà nó bám ở trên kia đi, để cho nó còn tản nhiệt, tránh để nó bị nóng. Kể ra nó cũng sao, nhưng mà nó như thế nó rất hại máy. Và các bạn nên hạn chế tháo cái yếm ra, bởi vì cái yếm nó thiết kế vào nó cũng có mục đích là làm mát cho hệ thống xe máy của chúng ta, được chưa? Đấy, nó thiết kế hẳn rồi đấy, nhiều anh em tháo đi nó vẫn tản nhiệt được tốt thôi, nhưng mà nó khí động học của nó sẽ không tốt. Đây là động cơ làm mát bằng nước và động cơ làm mát bằng không khí. Động cơ làm mát bằng nước ấy, ở trong nó sẽ, các bạn xem ở trong số 4 này, nó sẽ có các vũng nước, phải không ạ? Để vũng nước nó sẽ qua thành xi lanh, được chưa? Còn đây là làm mát bằng không khí để các cánh tản nhiệt của không khí khi ở đi xe ở tốc độ cao ấy, xe máy ấy, rồi nó sẽ tản nhiệt, hoặc là ô tô ấy, được chưa? Làm mát bằng không khí. Thân xi lanh, đây là thân xi lanh, phải không ạ? Thân xi lanh. Đây là xi lanh, được chưa? Xi lanh. Thứ ba là các ke, và đây là cái ao nước, và đây là các cánh tản nhiệt,
Đó. Và ở động cơ diesel, động cơ làm mát bằng nước thì có động cơ máy cày của chúng ta là động cơ làm mát bằng nước. Động cơ diesel làm mát bằng nước bởi vì là nó thường nó di chuyển ở tốc độ thấp, nó sẽ làm mát bằng nước. Còn những máy những cái xe mà nó đi đi ở tốc độ cao, hoặc là nó đi thường nó đi xe, có nghĩa là nó đi xe ở tốc độ cao thì thường nó sẽ làm mát bằng cái không khí luôn, tận dụng cái không khí. Như xe máy chúng ta đi ở tốc độ cao nó sẽ có không khí, và nó nhờ cái không khí đó sẽ làm mát động cơ của chúng ta, làm mát bằng không khí. Các bạn biết tại sao là khi chúng ta đi ở trên các đường trường, đường cao tốc ấy, chúng ta đi ga xe rất là mạnh nhưng mà hệ thống máy của chúng ta rất là mát. Khi các bạn đi ở trên các đường đồi núi hay là đường 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 đồi núi ấy, thường các bạn đi số 1, số 2 máy rất là nóng, mặc dù nó ga có lúc các bạn ga nó nổ một còn không mạnh bằng khi các bạn đi ở ngoài đường đường cao tốc, mà máy của chúng ta lại rất là nóng, là do cái hệ thống làm mát. Khi chúng ta đi ở tốc độ thấp và trèo lên đồi núi ấy, thì thường hiệu quả làm mát nó sẽ không hiệu quả bằng các bạn đi ở ngoài đường cao tốc, đi ở tốc độ cao ấy thì máy của chúng ta sẽ mát hơn. Đấy, đó là ưu điểm. Cho nên ấy, đi ở trên đường đồi núi nó sẽ hại máy hơn là các bạn đi ở đường cao tốc. Đấy là điều hiển nhiên. Và đây là nắp máy này. Nhiệm vụ của nắp máy, là nắp để gắn cái xi lanh, để gắn xi lanh cùng với cái xi lanh và cái đỉnh của piston, nó tạo thành một cái buồng cháy, được chưa? Buồng cháy của động cơ. Tiếp theo là dùng để lắp các chi tiết máy và nó các cụm chi tiết như là buji, vòi phun, kim phun đấy, và một số chi tiết cơ cấu phân phối khí, được chưa? Khí chúng ta là nơi bố trí các đường ống nạp, ao nước và làm mát và các cánh tản nhiệt. Đấy. Và các bạn sẽ theo dõi, đây là cái thể tích của buồng cháy và đây là cái xúc bát nạp, phải không ạ? Đây là xúc bát nạp. Đây là xúc bát nạp. Thì đây là xúc bát, sorry, bên này là xúc bát thải, còn bên này sẽ là xúc bát nạp. Xúc bát nạp này, đây là vòi phun nhiên liệu, phải không ạ? Và nắp máy nó sẽ làm mát bằng nước, hoặc nắp máy nó sẽ làm mát bằng nước. Nó sẽ dùng cái cơ cấu phân phối khí, dùng cái xúc bát treo ấy, do phải cấu tạo ao nước nó làm mát nên cái cấu tạo của cái nắp máy nó khá phức tạp một chút. Nắp máy nó làm mát bằng không khí ấy, thì nó dùng cái cơ cấu phân phối khí, đó chính là xúc bát nó sẽ đặt, hoặc là nó hoặc là động cơ hai khi của nó lắp máy, nó thường nó có cấu tạo nó sẽ đơn giản hơn hơn một chút, phải không? Thường cái động cơ hai khi ấy, các bạn sẽ xem là nó cấu tạo nó rất là bình thường, phải không ạ? Nó hầu như là nó rất là đơn giản đấy, trong nó không có gì cả, ngoài nó có cánh tản nhiệt này và nó có bộ phận như là quả tản nhiệt bằng gió, cánh quạt này, được chưa? Đấy, và bên trong nó không có gì cả, trong nó thậm chí nó cấu tạo bên trong nó còn không có cái dầu bôi trơn gì cơ, nó chủ yếu nó xài cái dầu nhớt hai kỳ thì ạ, sang pha ấy, để dùng thôi. Và đến đây là kết thúc cái hôm nay, kết thúc cái bài của cái nắp thân và nắp máy, hoặc là một số câu hỏi đặt ra bạn có thể hỏi. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại với các bạn những bài tiếp theo. Và đây là các bạn cũng đã biết là qua cái này chúng ta sẽ hiểu được là cái nhiệm vụ của thân máy và nắp máy, hả? Các bạn có nhận xét gì về đặc điểm của cấu tạo của xi lanh của động cơ làm mát bằng nước với làm mát bằng không khí, và tại sao cái dùng cái ao nước hoặc là cánh tản nhiệt để làm mát ở các ke, được chưa? Đấy, các bạn cũng đặt ra thì các bạn cũng cũng phải trả lời được câu hỏi này. Sorry, tại sao các bạn không dùng nước hoặc là cái cánh tản nhiệt để làm mát ở bộ phận các ke? Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Câu hỏi này để cho các bạn trả lời, được chưa? Và mình sẽ kết thúc video này lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau.